Sông Ly, phát âm theo tiếng Hoa là Lý Giang, là một con sông nổi tiếng trên toàn thế giới, thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Dưới đây là 4 điều ít ai biết về sông Ly, nơi được mệnh danh là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của Trung Quốc. Thứ nhất, hình ảnh trên tờ tiền giấy 20 nhân dân tệ, một trong những cảnh đẹp nổi tiếng của sông Ly được sử dụng trên tờ tiền giấy 20 nhân dân tệ của Trung Quốc. Hình ảnh này thể hiện dãy núi đá vôi đặc trưng của sông Ly, những cây cỏ xanh tươi và thuyền buồm nhỏ trên sông. Thứ hai, sông Ly xuất hiện trong các bức tranh và các tác phẩm nghệ thuật. Sông Ly đã là nguồn cảm hứng cho nhiều họa sĩ và nhà nhiếp ảnh nổi tiếng. Các bức tranh và các tác phẩm nghệ thuật về sông Ly thể hiện vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của khu vực này. Thứ ba, sông Ly được xem là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Vẻ đẹp tự nhiên của sông Ly đã thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan và khám phá. Thứ tư, thủy triều đặc biệt. Ở sông Ly là nơi có thủy triều đặc biệt. Trong những ngày trăng tròn, mực nước sông Ly tăng lên và cảnh quan nơi đây trở nên đặc biệt lãng mạn và thu hút mọi người đến để chiêm ngưỡng. Đây chỉ là một số điều thú vị về sông Ly. Chúng tôi sẽ đưa các bạn khám phá thêm về kỳ quan thiên nhiên này. Hy vọng video sẽ mang lại những kiến thức mới cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video về thế giới chưa được khám phá. Chào mừng các bạn đến với hành trình khám phá sông Ly, một trong những điểm đến nổi tiếng và đẹp nhất tại Trung Quốc. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu việc tìm hiểu về hình ảnh đặc trưng trên tờ tiền giấy 20 nhân dân tệ của Trung Quốc, một trong những hình ảnh tuyệt đẹp của sông Ly. Khi nhìn vào tờ tiền giấy 20 nhân dân tệ, chúng ta không thể không chú ý đến cảnh tượng thiên nhiên tuyệt vời được thể hiện trên đó. Đó là một dãy núi đá vôi đặc trưng, gợi nhớ về vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của khu vực sông Ly. Đá vôi được tạo thành từ triệu năm trước đây, tạo nên những hình ảnh độc đáo và đồng thời là một phần không thể thiếu trong cảnh quan tuyệt đẹp này. Không chỉ có dãy núi đá vôi, mà cảnh quan xung quanh sông Ly còn thể hiện sự phong phú của thiên nhiên. Cây cỏ xanh tươi mơn mởn che phủ khắp cánh đồng và bờ sông, tạo nên một màu sắc rực rỡ và tươi mát. Ánh nắng mặt trời trải qua tán cây, tạo nên những bóng râm mềm mại, mang đến cảm giác yên bình và thanh thản cho mọi người. Những điều thú vị nhất trên hình ảnh này chính là những chiếc thuyền buồm nhỏ trên sông. Những chiếc thuyền buồm nhỏ đi qua dòng nước trong lành của sông Ly, tạo nên một cảnh tượng yên bình và đẹp mắt. Nhìn từ xa, những chiếc thuyền nhỏ như những điểm nhấn trên bức tranh tự nhiên này, mang đến một cảm giác mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên. Với hình ảnh trên tờ tiền giấy 20 nhân dân tệ, chúng ta được mở ra cánh cửa để khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của sông Ly. Đây là một vùng đất nơi mà con người và thiên nhiên hòa quyện một cách tuyệt vời, tạo nên một bức tranh tự nhiên hấp dẫn và thú vị. Ngoài ra, hình ảnh này không chỉ được sử dụng trên tờ tiền giấy 20 nhân dân tệ, mà nó cũng đã trở thành biểu tượng của sông Ly trên toàn thế giới. Các tác phẩm nghệ thuật, tranh vẽ và ảnh chụp đã tái hiện vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của khu vực này. Nhiều họa sĩ và nhà nhiếp ảnh nổi tiếng đã đến đây để tìm cảm hứng và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của sông Ly. Những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật này không chỉ thể hiện vẻ đẹp của sông Ly, mà còn mang trong mình câu chuyện và cảm xúc của người sáng tác, từ sự tĩnh lặng và bình yên cho đến sự hùng vĩ và mạnh mẽ. Những tác phẩm này đã truyền tải được tình cảm và cảm nhận của người ta khi đối mặt với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt diệu của sông Ly. Sông Ly, một trong những con sông nổi tiếng tại Trung Quốc, nằm ở vị trí địa lý đặc biệt và hấp dẫn. Nó chảy qua tỉnh Quảng Tây, bắt nguồn từ núi Mauer và chảy qua các thành phố như Quế Lâm và Dương Sóc trước khi đổ vào sông Tây Giang. Vị trí địa lý của sông Ly mang lại một môi trường thiên nhiên độc đáo với dãy núi đá vôi, cánh đồng xanh mướt và cảnh quan đẹp mê hồn. Với vị trí này, sông Ly đã trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt diệu của Trung Quốc và trải nghiệm cuộc sống dân tộc đa dạng và sôi động trong khu vực này.
Sông Ly không chỉ là một dòng sông đẹp mà còn được coi là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Vẻ đẹp tự nhiên của nó đã thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan và khám phá. Điều đặc biệt là sông Ly không chỉ gây ấn tượng với sự hùng vĩ và hoang sơ của cảnh quan, mà còn với sự đa dạng và phong phú của văn hóa và lối sống của người dân địa phương. Ngoài việc được sử dụng trên tờ tiền giấy 20 nhân dân tệ của Trung Quốc, hình ảnh của sông Ly cũng được sử dụng rộng rãi trong ngành du lịch và quảng cáo của Trung Quốc. Các công ty du lịch và khách sạn thường sử dụng hình ảnh đẹp của sông Ly để quảng bá địa điểm du lịch và thu hút khách hàng. Ngoài ra, các tác phẩm nghệ thuật, sách vở, bưu thiếp và các sản phẩm văn hóa khác cũng thường sử dụng hình ảnh của sông Ly để thể hiện vẻ đẹp và sự đặc trưng của khu vực này. Tạp chí National Geographic của Mỹ đánh giá sông Ly là một trong 7 kỳ quan hàng đầu thế giới. Không chỉ vậy, sông Ly Giang còn được CNN chọn là một trong 15 dòng sông đẹp nhất thế giới du khách nên ghé thăm. Dòng sông dài 83 km từ Quế Lâm cho đến Dương Sóc trông giống như một kiệt tác nghệ thuật. Cảnh quan nơi đây được trang trí bởi những ngọn đồi quanh co, những vách đá dốc thẳng đứng, những hang động tuyệt đẹp, những chiếc thuyền được lót bằng tre. Sông Ly Giang chính là nguồn cảm hứng bất tận của các nghệ sĩ Trung Quốc. Dòng sông là một dải ri băng màu xanh và những ngọn đồi là những chiếc kẹp tóc màu ngọc bích. Với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của khu vực, sông Ly đã trở thành chủ đề trọn vẹn trong nhiều bức tranh và tác phẩm nghệ thuật. Những tác phẩm này chính là một cách để các nghệ sĩ khắc họa lại vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ và không thể nào lẫn vào đâu được của sông Ly. Trong các bức tranh, chúng ta thấy những dãy núi đá vôi cao trước mắt, những chiếc thuyền buồm nhỏ nước trên mặt nước và những cánh đồng xanh tươi bên bờ sông. Màu sắc tươi sáng và sắc nét của các tác phẩm này thực sự tái hiện lại cảm giác ngỡ ngàng và thần tiên khi chúng ta đặt chân đến sông Ly. Không chỉ trong tranh vẽ, sông Ly cũng đã trở thành chủ đề yêu thích của các nhà nhiếp ảnh hàng đầu. Các tấm ảnh chân thực và tinh tế của sông Ly tái hiện mọi chi tiết tuyệt vời của cảnh quan, từ ánh sáng mềm mại chiếu xuống núi đá vôi đến những cánh đồng lúa chín mùa bên bờ sông. Mỗi tấm ảnh gửi đến chúng ta cảm xúc và truyền tải vẻ đẹp tuyệt vời của sông Ly. Sự xuất hiện của sông Ly trong các bức tranh và tác phẩm nghệ thuật không chỉ là sự tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên mà còn là một cách để chúng ta kết nối với cảm xúc và tâm hồn của nghệ sĩ. Bức tranh và tác phẩm nghệ thuật về sông Ly thường mang đến cho chúng ta một trạng thái thần kỳ, như một cửa sổ mở ra đến một thế giới khác, nơi chúng ta có thể tận hưởng sự yên bình và lắng động. Nhìn vào những tác phẩm này, chúng ta cảm nhận được sự bất biến của sông Ly, dòng nước chảy mãi không ngừng, những ngọn núi đá vôi cao vút và vẻ đẹp mê hoặc của cảnh quan. Chúng ta cảm nhận được sự khắc khoải của nghệ sĩ khi muốn ghi lại vẻ đẹp này và truyền tải cảm xúc của mình đến khán giả. Những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật về sông Ly cũng là một cách để chúng ta khám phá và tìm hiểu về văn hóa lịch sử của khu vực này. Nghệ sĩ đã biến những cảnh vật và phong cảnh thành một nguồn thông tin tuyệt vời, đưa chúng ta quay trở lại thời kỳ xa xưa, nơi sông Ly đã trở thành một mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống của người dân địa phương. Sông Ly không chỉ là một con sông trong danh sách các địa danh nổi tiếng, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho sự sáng tạo của những tâm hồn nghệ sĩ. Qua bức tranh và tác phẩm nghệ thuật, chúng ta có thể khám phá và truyền cảm hứng cho những vẻ đẹp tuyệt vời của dòng sông Ly. Sông Ly không chỉ đơn thuần là một con sông thông thường, mà nó đại diện cho một hệ sinh thái độc đáo và vẻ đẹp không thể tìm thấy ở bất cứ nào nơi khác trên thế giới. Đó là lý do tại sao sông Ly đã được xem là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên và vẻ đẹp mê hoặc của cảnh quan đã tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời cho du khách đến tham quan và khám phá dòng sông Ly. Khi bạn đi thuyền buồm trên sông Ly, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp tuyệt mỹ như một bước vào thế giới của những giấc mơ và truyền thuyết. Sông Ly là nơi mà bạn có thể tận hưởng sự yên bình và thư thái trong cơn gió mát lành,
và đắm mình trong vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên xung quanh. Đến sông Ly, bạn sẽ cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên và khám phá những góc khuất tuyệt vời của hành trình này. Với mỗi chuyến đi trên sông Ly, bạn sẽ khám phá thêm những bí mật và vẻ đẹp mới. Những du khách đến sông Ly không chỉ được tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên tuyệt mỹ, mà còn có cơ hội tiếp cận với văn hóa và lịch sử phong phú của khu vực này. Có những ngôi làng truyền thống nằm dọc theo bờ sông, nơi du khách có thể khám phá các phong tục, truyền thống và nghệ thuật đặc trưng của người dân địa phương. Ngoài ra, sông Ly cũng là một điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời. Du khách có thể tham gia vào các hoạt động như kayak, đi thuyền buồm, hay đơn giản là tắm mát và thư giãn trên bãi cỏ xanh mát trên bờ sông. Đây là những trải nghiệm tuyệt vời để tận hưởng vẻ đẹp của sông Ly từ góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Sông Ly không chỉ đẹp vào ban ngày mà còn huyền ảo và lãng mạn vào ban đêm. Khi bầu trời chuyển sang màu đen, hàng nghìn ngôi sao hiện lên và tạo nên một cảnh tượng mê hoặc trên mặt nước. Du khách có thể tham gia vào chuyến thuyền buồm ban đêm, chiêm ngưỡng cảnh đêm tuyệt đẹp và trải nghiệm những cung đường lấp lánh trên sông Ly. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về một điều đặc biệt và hấp dẫn khiến sông Ly trở nên thêm phần lãng mạn và thu hút, đó là thủy triều đặc biệt trên sông Ly. Sông Ly là một trong những con sông duy nhất trên thế giới có thủy triều đặc biệt. Vào những ngày trăng tròn, mực nước sông Ly tăng lên và tạo ra một hiện tượng độc đáo. Cảnh quan trở nên thay đổi, những ngọn núi đá vôi và các hòn đảo trở nên chìm vào trong dòng nước lấp lánh. Đây là một thời điểm đặc biệt để khám phá sông Ly với vẻ đẹp lãng mạn và huyền ảo. Thủy triều đặc biệt trên sông Ly tạo ra một cảm giác thần tiên và mê hoặc. Bầu trời đêm, sáng trăng phản chiếu trên mặt nước tạo nên một bức tranh thần kỳ và mơ màng. Các du khách có thể tham gia vào các chuyến thuyền buồm ban đêm để trải nghiệm cảm giác thần kỳ khi sông Ly biến thành một bức tranh lãng mạn đầy màu sắc. Những ai đã trải qua trải nghiệm này không thể nào quên được cảm giác thả mình trong không gian đặc biệt này. Thủy triều đặc biệt là một khía cạnh thú vị của sông Ly, mang đến cho du khách một trải nghiệm tuyệt vời không thể nào tìm thấy ở bất kỳ nào trên thế giới. Bạn có thể thuê một chiếc thuyền buồm hoặc xuồng cùng với người dẫn đường địa phương và khám phá những cánh đồng lúa chìm trong nước, các hang động bí ẩn và những hòn đảo nhỏ. Trên thuyền, bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình và thư thái khi trôi trên dòng nước trong veo. Mỗi góc cua và mỗi cung đường trên sông Ly đều mang đến những bất ngờ thú vị và hấp dẫn. Bạn có thể ngắm nhìn những hòn đá vôi đặc trưng như Vịnh Hạ Long trên sông và thậm chí có thể tắm mát trong những vùng nước trong veo. Không chỉ du khách mà cả các nhiếp ảnh gia và họa sĩ cũng đổ xô đến sông Ly trong những ngày thủy triều đặc biệt. Vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh quan và ánh sáng hoàn hảo trong những khoảnh khắc đặc biệt đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và tuyệt đẹp. Với sự hòa quyện của thiên nhiên và sự kỳ diệu của thủy triều đặc biệt, sông Ly trở thành một điểm đến không thể bỏ qua. Cảnh quan tuyệt đẹp và trải nghiệm độc đáo tại sông Ly đã thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới và để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng mọi người. Dọc theo sông Ly, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều làng chài tươi đẹp và độc đáo, nơi các dân tộc thiểu số sống và duy trì những nét văn hóa đặc trưng. Đây là cơ hội để du khách khám phá sự đa dạng văn hóa và truyền thống sống động của các dân tộc này thông qua việc thăm làng, tham gia các lễ hội và trải nghiệm ẩm thực địa phương. Các làng chài trên sông Ly là nơi du khách có thể tìm hiểu về cuộc sống và công việc của ngư dân, những người đã lấy nước sông Ly làm nguồn sống hàng trăm năm qua. Bạn có thể tham gia vào những hoạt động hàng ngày của họ như câu cá, trồng lúa và chế biến hải sản. Điều này sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn sâu hơn về cuộc sống đơn giản, chất phác và cội nguồn của các dân tộc thiểu số. Ngoài việc tìm hiểu về công việc của ngư dân, du khách còn có cơ hội tham gia vào các lễ hội truyền thống của các dân tộc. Những lễ hội này diễn ra thường xuyên và mang đến một màu sắc và âm thanh đặc biệt cho vùng đất này. Bạn sẽ được trải nghiệm các hoạt động văn hóa truyền thống như múa lân, múa rồng, ca hát và nhảy múa cùng với người dân địa phương. Đây là dịp để bạn cảm nhận sự phấn khởi và niềm vui của cộng đồng địa phương. Không thể không nhắc đến trải nghiệm ẩm thực địa phương tuyệt vời trong hành trình khám phá sông Ly. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức ẩm thực độc đáo của các dân tộc thiểu số. Bạn có thể thưởng thức những món ăn như cá tươi hấp,
cua đồng nướng mỡ hành hay bánh cuốn truyền thống. Mỗi món ăn mang đậm hương vị địa phương và được chế biến bằng những phương pháp truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác, không chỉ làm thỏa mãn vị giác, ẩm thực địa phương còn mang trong mình câu chuyện và giá trị văn hóa đặc biệt. Bạn có thể trò chuyện với người dân địa phương để hiểu thêm về cách chế biến và nguồn gốc của những món ăn truyền thống. Đây là cơ hội để khám phá và tôn vinh văn hóa đa dạng của các dân tộc sống bên bờ sông Ly. Với phần cuối của chuyến hành trình này, chúng ta đã được khám phá văn hóa dân tộc và làng chài dọc theo sông Ly. Từ việc thăm làng, tham gia lễ hội cho đến trải nghiệm ẩm thực địa phương, chúng ta đã hòa mình vào cuộc sống và truyền thống của các dân tộc thiểu số sống ở đây. Đây là cơ hội để khám phá và trân quý sự đa dạng và sự phong phú của văn hóa và lối sống của những người dân này. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ kiến thức về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến phiêu lưu khám phá sông Ly. Hãy tiếp tục theo dõi kênh Thế giới chưa được khám phá để hiểu biết hơn về những điểm đến hấp dẫn khác trên toàn thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng những hình ảnh và câu chuyện đã truyền tải qua video này đã khiến bạn cảm thấy thú vị và truyền cảm hứng. Xin hẹn gặp lại!